Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình Dạy tiếng Việt lớp 3. Ngày hôm nay, rất vui khi cô Linh được đồng hành cùng chúng mình trong buổi học nhé. Trước khi bắt đầu vào buổi học, chúng mình hãy chuẩn bị một số đồ dùng học tập quen thuộc sau: vở ô ly, bút mực, vở nháp. Nào, chúng mình sẵn sàng cùng cô bắt đầu vào buổi học chưa? Các em còn nhớ bài đọc mà mình học hôm trước là gì không nhỉ? À, nhớ nói thêm cho cô xem bài đọc đó nói về điều gì nhé. Thưa cô, tuần trước chúng em đã học bài những chiếc áo ấm ạ. Câu chuyện kể về các bạn trong rừng đã cùng nhau may chiếc áo để tránh rét. Vì thế, mùa đông năm đó, trong khu rừng, ai cũng có áo ấm để mặc ạ. À, em rất nhớ bài cũ đấy. Câu chuyện nói lên sự hợp tác và tình đoàn kết của các thành viên trong cộng đồng. Bài đọc cho chúng ta thấy rằng, nếu như chúng mình biết làm việc cùng nhau này, giúp đỡ nhau này, thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc tốt đấy. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ được học một câu chuyện rất hay trong chủ điểm cộng đồng gắn bó. Trong câu chuyện này, chúng mình sẽ được biết thêm một địa điểm với một cái tên cực kỳ đặc biệt, đó là chuông ghép. Và ta cũng biết thêm một nhân vật rất đặc biệt gắn liền với sự ra đời của chuông ghép. Đây là một tấm gương người tốt, biết sống vì cộng đồng đấy các em ạ. Cô có một bức tranh. Chúng mình hãy cùng quan sát thật kỹ bức tranh này và trả lời giúp cô một số câu hỏi sau nhé. Tranh 1 và tranh 2 vẽ một người đàn ông đang làm việc. Người đó đang làm gì vậy? Thưa cô, tranh 1 và tranh 2 vẽ người đàn ông đang bê những tảng đá rất lớn ạ. Những người trong tranh 3 đang làm gì? Thưa cô, tranh 3 vẽ nhiều người làm việc. Họ đào những tảng đá và chuyển đá lên cao ạ. Đúng rồi. Vậy các em có biết những người đó khuân vác đá để làm gì không? À, họ khuân vác đá để làm đường lên đỉnh núi đấy các em ạ. Tại sao họ lại phải làm đường lên đỉnh núi nhỉ? Liệu họ có thành công hay không? Chúng mình hãy cùng cô tìm câu trả lời trong câu chuyện Những bậc đá chạm mây. Trước tiên, các em hãy quan sát bài đọc trên màn hình hoặc trong sách giáo khoa của mình nhé. Bài đọc có trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, trang 112, hoặc sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, tập 2, bộ cánh diều, trang 91. Để giúp các em dễ luyện đọc, cô sẽ chia bài thành 4 đoạn. Chúng mình hãy sử dụng bút chì để đánh dấu đoạn đọc nhé. Đoạn 1, từ đầu cho đến, đi đường vòng rất xa. Đoạn 2, tiếp theo, đến, không làm được. Đoạn 3, tiếp theo cho đến, tình nguyện đến làm cùng. Đoạn 4, phần còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc kỹ từng đoạn một nhé. Đọc thầm cùng cô đoạn đầu tiên nào. Những bậc đá chạm mây. Ngày xưa, dưới chân núi Hồng Lĩnh có một xóm nhỏ. Người dân sống bằng nghề đánh cá. Cuộc sống đang yên lành, bỗng một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Dân xóm trài hết đường sinh sống, đành lên núi kiếm củi, đem ra chợ bán. Nhưng sườn núi phía họ ở dựng đứng, bà con phải đi đường vòng rất xa. Để đọc tốt đoạn văn đầu tiên, chúng mình hãy cùng cô luyện đọc lại một số các từ khó đọc nhé. Hồng Lĩnh. Hồng Lĩnh. Cuốn đi. Cuốn đi. Sườn núi. Sườn núi. Ai giỏi đọc lại giúp cô nào? Hồng Lĩnh. Hồng Lĩnh. Cuốn đi, cuốn đi. Sườn núi. Sườn núi. Tốt lắm. Bây giờ chúng mình hãy cùng cô luyện đọc lại hai câu văn dài khó ngắt nghỉ hơi trong đoạn này nhé. Cuộc sống đang yên lành, bỗng một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Dân xóm trài hết đường sinh sống, đành lên núi kiếm củi, đem ra chợ bán. Cuộc sống đang yên lành, bỗng một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè.
Dân xóm trải hết đường sinh sống, đành lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Rất tốt, chúng mình hãy cùng cô chuyển sang đoạn số 2 nhé. Lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô nào. Bấy giờ trong xóm có một ông lão nghèo. Người ta gọi ông là Cố Đương. Vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông bàn với mọi người ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Ai nấy đều lắc đầu bảo việc ấy khó lắm, không làm được. Trong đoạn văn vừa rồi có một số từ ngữ khó hiểu. Chúng mình hãy cùng nghe cô giải nghĩa nhé. Trong câu người ta gọi ông là Cố Đương có từ cố. Cố là từ chỉ người già một cách kính trọng, các em ạ. Cũng trong câu này, ta đọc tiếp. Vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Đảm đương là nhận lấy công việc khó khăn hoặc quan trọng, làm với ý thức trách nhiệm rất cao đấy các em ạ. Trong đoạn này có một số từ ngữ khó đọc, chúng mình cùng luyện đọc lại với cô nhé. Ông lão. Ông lão. Đảm đương. Đảm đương. Ai nấy. Ai nấy. Bạn nào giỏi đọc lại giúp cô nào. Ông lão. Ông lão. Đảm đương. Đảm đương. Ai nấy. Ai nấy. Trong đoạn văn này chúng ta vẫn có một số các câu dài mà chúng mình cần lưu ý cách ngắt nghỉ hơi sao cho đúng. Các em hãy quan sát cách đọc và nhớ ngắt nghỉ hơi cùng với cô nhé. Người ta gọi ông là Cố Đương, vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông bàn với mọi người ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Cô mời các em đọc lại nào. Người ta gọi ông là Cố Đương, vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông bàn với mọi người ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Các em đang đọc rất tốt rồi đấy. Chúng mình hãy cùng chuyển sang đoạn thứ 3 nhé. Để xem Cố Đương có hoàn thành được dự định của mình không. Chú ý đọc thầm theo cô nào. Nhưng Cố Đương vẫn tìm cách làm đường. Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng. Thấy ông đói, những con vượt ở gần đó mang hoa quả đến cho ông. Chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Bây giờ, chúng mình hãy cùng cô luyện đọc lại những từ ngữ sau nhé. Làm đường. Làm đường. Nặng nhọc. Nặng nhọc. Sờn lòng. Sờn lòng. Tình nguyện. Tình nguyện. Nào, ai đọc lại các từ ngữ này giúp cô? Làm đường. Làm đường. Nặng nhọc. Nặng nhọc. Sờn lòng. Sờn lòng. Tình nguyện. Tình nguyện. Tốt lắm. Các em ạ, ở đoạn văn số 3 chúng ta có một số các câu văn dài. Các em hãy cùng cô lời đọc lại nhé. Thấy ông đói, những con vượt ở gần đó mang hoa quả đến cho ông. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Các em có muốn thử sức không? Bạn nào giỏi xung phong nào? Nhớ chú ý ngắt nghỉ hơi và nhấn giọng ở những từ ngữ in đậm nhé. Thấy ông đói, những con vượt ở gần đó mang hoa quả đến cho ông. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Bạn đọc tốt rồi đấy. Cô tin rằng các bạn đang xem chương trình sẽ đọc tốt như bạn, đúng không nào? Chúng mình hãy cùng nhau trở lại về câu chuyện Những bậc đá chạm mây để xem Cố Đương có thành công với dự định của mình không nhé. Sau 5 lần sim ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Nhờ đó, mọi người có thể lên xuống núi dễ dàng.
Cả xóm biết ơn Cố Đương, tặng thêm cho ông một tên mới là Cố Ghét. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là Chuông Ghét vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh. Các em ơi, chúng mình có biết nghĩa của từ này không nhỉ? Chuông là con đường hiểm trở qua rừng núi đấy, các em ạ. Bây giờ, chúng mình hãy cùng cô luyện đọc lại một số từ ngữ khó đọc sau nhé. Năm lần. Năm lần. Lên núi. Lên núi. Chuông ghép. Chuông ghép. Bạn nào giỏi, xung phong đọc cho chúng ta cùng nghe nào. Năm lần. Năm lần. Lên núi, lên núi. Chuông ghép. Chuông ghép. Câu cuối bài là một câu văn dài. Chúng mình hãy cùng cô luyện đọc nhé. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là Chuông Ghét vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh. Bây giờ, ai có thể đọc tốt câu văn cuối bài nào? Ngày nay, con đường vượt núi gọi là Chuông Ghét vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh. Giỏi lắm! Cảm ơn em! Vừa rồi, cô đã hướng dẫn chúng mình luyện đọc kỹ cả 4 đoạn trong câu chuyện Những Bậc Đá Chạm Mây. Bây giờ, cô muốn chúng ta sẽ đọc nối tiếp nhau, mỗi bạn đọc một đoạn cho đến hết bài nhé. Bạn đọc đoạn đầu tiên, lưu ý đọc cả tên bài. Cô mời các em. Những bậc đá chạm mây. Ngày xưa, dưới chân núi Hồng Lĩnh, có một xóm nhỏ. Người dân sống bằng nghề đánh cá. Cuộc sống đang yên lành. Bỗng, một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Dân xóm trài hết đường sinh sống, đành lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Nhưng sườn núi phía họ ở dựng đứng, bà con phải đi đường vòng rất xa. Bấy giờ trong xóm có một ông lão nghèo, người ta gọi ông là Cố Đương. Vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thế lên núi phải đi đường vòng. Ông bảo với mọi người, hết bán thành bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Ai nấy đều lắc đầu bảo việc ấy khó lắm, không làm được. Nhưng Cố Đương vẫn tìm cách làm đường. Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng. Thấy ông đói, những con vượn ở gần đó mang hoa quả đến cho ông. Chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Sau 5 lần xin ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Nhờ đó, mọi người có thể lên xuống núi dễ dàng. Cả xóm biết ơn Cố Đương, tặng thêm cho ông một tên mới là Cố Ghét. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là Chuông Ghét vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh. Các em đã đọc rất tuyệt vời. Vừa rồi, chúng mình đã được luyện đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ của câu chuyện Những Bậc Đá Chạm Mây rồi. Cô thấy các em đã bước đầu biết ngắt giọng đúng và thể hiện cảm xúc của mình qua một số những từ ngữ quan trọng trong bài rồi đấy. Chúng ta có thể xem lại chương trình trên ứng dụng VTV Go hoặc trang web vtv7.vtv.vn của Đài Truyền hình Việt Nam để tự luyện đọc thêm nhé. Chúng mình nhớ khi đọc bài Những Bậc Đá Chạm Mây cần đọc với giọng chậm rãi, thong thả như sự bền bỉ, kiên trì của Cố Đương và mọi người dân nhé. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem câu chuyện này có gì thú vị nhé. Các em hãy cho cô biết vì sao người dân dưới chân núi Hồng Lĩnh phải bỏ nghề đánh cá lên núi kiếm củi. Để trả lời được câu hỏi này, chúng mình hãy đọc thầm đoạn 1 nhé.
vì một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè ạ. Thưa cô, vì người dân bị bão cuốn hết thuyền bè, không còn thuyền bè để đi hành cá nữa ạ. Đúng rồi các em ạ. Vì có một trận bão khủng khiếp đã cuốn hết thuyền bè, nên người dân phải bỏ nghề đánh cá lên núi kiếm củi đấy. Con đường lên núi kiếm củi quả không dễ dàng phải không các em? Vậy chúng mình hãy tìm hiểu xem, vì sao Cố Đương lại có ý định ghép đá thành bậc thang lên núi nhỉ? Ai có câu trả lời cho câu hỏi này? Thưa cô, vì sườn núi phía người dân ở dựng đứng rất khó đi ạ. Dạ, sườn núi dựng đứng rất khó đi, mọi người phải đi đường vòng. Đi như vậy rất xa, vất vả và tốn nhiều thời gian đi đường ạ. À đúng rồi đấy các em ạ. Sườn núi phía người dân ở dựng đứng, chính vì vậy bà con phải đi đường vòng rất xa, tốn rất nhiều thời gian và công sức đấy. Vậy nên, Cố Đương đã có ý định ghép đá thành bậc thang lên núi để bà con có được con đường ngắn như mong muốn. Tuy nhiên, người dân sau khi nghe xong ý định của ông đều lắc đầu bảo khó lắm, không thực hiện được, không làm được đâu. Vậy, những chi tiết nào nói lên sự quyết tâm và lòng kiên trì của Cố Đương nhỉ? Dù chưa ai ủng hộ nhưng Cố Đương vẫn tìm cách làm đường. Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng ạ. Em để ý thấy chi tiết. Sau 5 lần xin ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Theo em tìm hiểu thì quả xin 1 năm chỉ ra 1 lần. Vậy có nghĩa là sau 5 năm liền, con đường lên núi mới được hoàn thành. Vậy là ông ghép đá làm đường suốt 5 năm ạ. À giỏi lắm, các em đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ bài đọc để có thể trả lời đúng hết các câu hỏi này rồi đấy. Cô tin rằng các bạn đang xem chương trình cũng có câu trả lời giống như ba bạn vừa rồi phải không nào? Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng để tìm hiểu câu chuyện những bậc đá chạm mây nhé. Bạn nào giỏi cho cô biết, hình ảnh những bậc đá chạm mây nói lên điều gì về việc làm của Cố Đương? Để giúp các em có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này, chúng mình hãy cùng cô nhắc lại một số chi tiết quan trọng trong bài đọc nhé. Hãy cùng cô trả lời các câu hỏi sau. Công việc làm đường lên núi dễ hay khó nhỉ? Thưa cô, công việc hết sức khó khăn ạ. Trước công việc khó khăn như vậy, Cố Đương đã làm gì? Cố Đương không sờ lòng, vẫn quyết tâm rác đá mở đường lên núi ạ. À, giỏi lắm. Vậy em hãy cho cô biết, công việc của Cố Đương đã thu được kết quả như thế nào nhỉ? Sau 5 năm, con đường đã hoàn thành ạ. Vậy, con đường mới được miêu tả như thế nào? Con đường đó được miêu tả như những bậc đá chạm mây ạ. Giỏi lắm! Dựa vào những chi tiết mà chúng mình vừa cùng cô ôn lại, bạn nào giỏi cho cô biết, hình ảnh những bậc đá chạm mây nói lên điều gì về việc làm của Cố Đương? Thưa cô, đó là một công việc rất khó khăn, vì phải mở đường lên núi rất cao ạ. Theo em, đó là một việc làm rất có ý nghĩa, vì Cố Đương đã giúp mọi người có cuộc sống thuận lợi hơn, và là một việc mà mọi người nghĩ rằng không thể làm nổi ạ. Thưa cô, đó là việc làm rất đẹp. Hình ảnh những bậc đá chạm mây không chỉ là một con đường bình thường, mà là con đường rất đặc biệt. Con đường lên đỉnh núi được làm bằng công sức của Cố Đương và rất nhiều người khác ạ. Đó là con đường rất đẹp vì được làm nên bằng tình yêu thương những người trong cộng đồng ạ. Rất tốt! Như vậy các em đã hiểu được ý nghĩa của bài đọc, câu chuyện ca ngợi tấm lòng và việc làm vì cộng đồng của Cố Đương. Ngoài ra, câu chuyện còn giải thích về sự ra đời của một vùng đất mang cái tên rất đặc biệt nữa. Bạn nào biết đấy là vùng đất nào không? Thưa cô, đó là Chuông Ghép ạ. Đúng rồi. Câu chuyện giải thích sự ra đời của cái tên Chuông Ghép
đồng thời ca ngợi những việc làm tốt vì cộng đồng của cố đương đấy các em ạ. Vậy bây giờ khó hơn này. Bạn nào giỏi cho cô biết, nếu các em là người dân trong xóm, chúng mình sẽ giới thiệu như thế nào về cố đương? Em sẽ nói, cố đương là người thay đổi cuộc sống người dân quê em. Em rất biết ơn cố đương ạ. Em thì sẽ nói như sau ạ. Cố đương là người đàn ông mạnh mẽ và vĩ đại nhất mà em từng biết. Cố đương đã giúp dân làng em có cơm ăn, áo mặc ạ. Cảm ơn các em. Mỗi bạn đều có những câu giới thiệu rất hay và ý nghĩa về nhân vật cố đương rồi đấy. Bây giờ, chúng mình hãy cùng cô chuyển sang hoạt động tiếp theo của bài học. Luyện đọc lại. Vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu bài Những bậc đá chạm mây. Bây giờ, để giúp chúng mình đọc hay hơn bài đọc này, các em hãy luyện đọc lại toàn bài một lần nhé. Lưu ý khi đọc bài, chúng mình đọc với giọng thong thả, chậm rãi. Các bạn đang xem chương trình, hãy luyện đọc cùng các bạn nào. Những bậc đá chạm mây. Ngày xưa, dưới chân núi Hồng Lĩnh, có một xóm nhỏ. Người dân sống bằng nghề đánh cá. Cuộc sống đang yên lành. Bỗng, một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Dân xóm trài hết đường sinh sống. Đành lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Nhưng sườn núi phía họ ở dựng đứng, bà con phải đi đường vòng rất xa. Bấy giờ trong xóm có một ông lão nghèo, người ta gọi ông là cố đương vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông bàn với mọi người hít đá thành bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Ai nấy đều lắc đầu, bảo việc ấy khó lắm, không làm được. Nhưng cố đương vẫn tìm cách làm đường. Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng. Thấy ông đói, những con vượn ở gần đó mang hoa quả đến cho ông. Chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Sau năm lần xin ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Nhờ đó, mọi người có thể lên xuống núi dễ dàng. Cả xóm biết ơn cố đương, tặng thêm cho ông một tên mới là cố ghét. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là chuông ghét vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh. Các em đã đọc bài rất tốt rồi đấy, cô khen chúng mình. Bây giờ, các em hãy cùng cô tập kể lại câu chuyện Những bậc đá chạm mây. Cô có các bức tranh sau. Các em hãy nói tóm tắt cho cô nội dung tranh 1 nào. Thưa cô, tranh 1 cho em biết. Một trận bão cuốn phăng thuyền bè, trải lưới của người dân. Tiếp theo, cô mời một bạn khác nói tóm tắt nội dung tranh 2. Cô mời em. Thưa cô, nội dung tranh 2 là dân làng trải lưới lên núi kiếm củi, ép xuống chợ bán. Bà con phải đi đường vòng rất xa vì sườn núi phía họ dựng thẳng đứng. Tốt lắm! Các em tiếp tục tóm tắt nội dung tranh 3 nào. Thưa cô, nội dung tranh 3 là cố đương quyết tìm con đường lên núi ngắn nhất. Ngày ngày, ông bạt đất, khiêng đá, ghép thành từng bậc hướng thẳng lên núi. Cuối cùng, một bạn nói tóm tắt nội dung tranh 4 giúp cô nhé. Thưa cô, tranh 4 cho thấy nhiều người đến làm cùng cố đương để mở con đường lên núi ạ. Bây giờ, các em sẽ nối tiếp nhau dựa vào tranh để kể lại câu chuyện nhé. Lưu ý, mỗi bạn sẽ kể theo một tranh. Một trận bão cuốn phăng thuyền bè, trải lưới của người dân. Dân làng trải vải lên núi kiếm củi, ép xuống chợ bán. Bà con phải đi đường vòng rất xa, vì sườn núi phía họ dựng thẳng đứng. Ngày ngày, ông bạt đất,
khiêng đá, ghép thành từng bậc hướng thẳng lên núi. Nhiều người đến làm cùng Cố Đương để mở con đường lên núi. Sau 5 năm, con đường được mở thành công ạ. Cô khen cả 4 bạn đều có phần kể chuyện rất tự nhiên và mạch lạc. Cô thấy rằng chúng mình còn biết lựa chọn các nội dung trọng tâm của bài. Sau đó, sử dụng giọng kể của mình để kể lại câu chuyện sao cho đầy đủ nhất. Các bạn đang xem chương trình, hãy cùng học tập các bạn nhé! Các em thân mến, vừa rồi chúng mình đã có một giờ học rất thú vị, phải không nào? Cô và các em đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu câu chuyện Những bậc đá chạm mây. Câu chuyện nói về sự ra đời của chuông ghép và ca ngợi việc làm hết sức phi thường của một người đàn ông hết sức bình thường. Đó là Cố Đương đúng không nào? Các em có thể xem lại bài học trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam và tự luyện đọc thêm ở nhà nhé! Hẹn gặp lại chúng mình trong các chương trình lần sau! Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình dạy tiếng Việt lớp 3 nhé!